nhân viên ngân hàng Party Bank trong giờ hành chính này mặc kệ khách hàng ngồi chờ, ngang nhiên bỏ trong hát chúc mừng sinh nhật. Lại còn cái gì đấy? À, còn ngang nhiên cắt bánh gato với các nhân viên khác, bỏ lại khách hàng với ánh nhìn sững sờ. Ôi giời, cái nhân viên ngân hàng làm một vô trách nhiệm đấy nhỉ? Khách hàng bên đấy còn hiền chứ, gặp anh nhá, không có chuyện anh sững sờ đâu. Thế không sững sờ anh làm gì? Còn làm cái gì nữa? Anh vào nhá, anh quạt cho bọn nó một trận. Thời gian người ta là vàng là bạc, còn bao nhiêu việc phải lo. Ai mà hơi đâu để mà ngồi chờ chúng nó gọi là liên hoan với thổi lến được. Vậy à? Chứ còn làm sao nữa? Cái thời gian chờ đợi đấy, người ta còn làm được bao nhiêu là việc, tự dưng lại phải ngồi một chỗ chờ đợi bọn nó. Đấy là chồng không biết thôi, chứ nhiều ngân hàng mới bây giờ cũng vẫn phải chờ đấy. Vợ nói thế nào chứ, chỉ có mỗi cái nhân viên của ngân hàng kia mới thế thôi, chứ làm gì ngân hàng làm như thế. Thật mà, nhiều ngân hàng như thế lắm. Ngân hàng nào? Vợ nói tên chồng nghe xem nào. Đây nhá, lâu lắm banh này, delay banh này, mất hút banh này, không thấy banh. Sao mấy cái ngân hàng này tên nghe đã lạ thế nhỉ? Đặc biệt là có cái ngân hàng lương về rồi mà chưa banh. Hình như là chồng cũng biết mấy cái ngân hàng này này. Mày phải kể bà mày gọi ý banh bao giờ nữa. Hôm nay là cái ngày nhận lương rồi mà về nhà mấy tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì. Hay thật đấy, mày định kể bà mày phải đốc thủ banh mới hiểu đúng không? Để chồng từ từ banh nhanh. Tôi chết rồi, lại chuyển đồng tiền sang tôi đã mang gì? À không không không, à đây, đây số của vợ yêu đây rồi. Đấy, chồng chuyển đây một điểm khác đi. Vợ nhận được rồi chồng yêu ạ. Nhưng mà chồng chừng ăn món gì không để vợ đi mua. Ăn gì banh cũng được. Không, ý chồng là vợ cho chồng ăn ăn cái gì cũng được. Chồng ngồi chờ nhé. Vợ đi mua. Đấy các bạn à, đi làm đã vất vả rồi, về đến nhà lại còn chịu cái cảnh siêu cao thuế nặng nữa. Cái gì đấy? Nói số banh ạ. Không, đi mua banh ngay đấy ạ.